Khép lại một năm 2017 với mức cao kỷ lục của các hoạt động mua bán sáp nhập M&A trong bất động sản tại Việt Nam. Tiếp tục trong năm 2018, nhiều chuyên gia vẫn nhận định hoạt động này sẽ được tiếp diễn mạnh mẽ với lượng vốn ngoài lớn đổ vào Việt Nam trong những tháng đầu năm. Như vậy, đâu là dự án hợp khẩu vị được nhiều nhà đầu tư ngoại yêu thích lựa chọn? Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần có những động thái như thế nào để có thể tạo sức hút với khối ngoại? Để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với bà Khanh Nguyễn, Giám đốc thị trường vốn tại JLL Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, trong năm 2017, các hoạt động về mua bán và sáp nhập M&A tại Việt Nam diễn ra khá là sôi động. Thì nhiều chuyên gia vẫn dự báo là trong năm 2018 thì cái hoạt động này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi. Như vậy thì đâu là dự án hợp khẩu vị mà được các nhà đầu tư ngoại yêu thích lựa chọn trong năm nay ? Thì trong năm 2018, chúng tôi đánh giá là thị trường sẽ vẫn tiếp tục sôi động khi mà Việt Nam đang là nơi rất là thu hút đối với các nhà đầu tư này. Thì trải qua các phân khúc, các mảng đầu tư của thị trường thì về phân khúc về đầu tư bất động sản nhà ở vẫn được đánh giá là một thị trường rất là tiềm năng, thu hút nhiều sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Về mảng đầu tư bất động sản thương mại có thể kể đến như là các tòa nhà văn phòng, thì các nhà đầu tư nước ngoài rất là quan tâm trong việc là tìm kiếm các bất động sản về văn phòng có cái dòng tiền hoạt động ổn định. Thì hiện tại trên thị trường, các cái tòa nhà văn phòng có cái dòng tiền ổn định, có cái tỷ suất vốn hóa sinh lợi khoảng tầm trên dưới 7%, tùy thuộc vào cái đặc tính của cái tài sản, về vị trí, về cái cấu trúc sở hữu của tài sản. Thì ngoài ra cái tiềm năng mà tại sao các nhà đầu tư ngoại rất là quan tâm đến đầu tư vào các tòa nhà văn phòng, bởi vì cái tiềm năng về cái khả năng gia tăng cái giá trị vốn hóa khi mà cái với tình hình hiện tại thì cái nguồn cung thị trường văn phòng vẫn còn đang rất là khan hiếm, tạo lên một cái sức ép là cái giá thuê văn phòng nó đang trên cái đà tiếp tục tiềm năng tăng trưởng. Thì đây là những cái yếu tố rất là thu hút. Ngoài bất động sản nhà ở, bất động sản về văn phòng thì những cái loại hình bất động sản khác như là về khách sạn, về căn hộ dịch vụ vẫn rất là thu hút đối với các nhà đầu tư. Thưa bà, doanh nghiệp có sản phẩm muốn chào bán ra thị trường thì cần có động thái như thế nào để thu hút nguồn vốn ngoại đầu tư vào sản phẩm này ? Theo chúng tôi quan sát thì hiện tại với cái nhu cầu về cái dòng vốn hàng trăm triệu đô đang muốn đổ vào đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam thông qua rất là nhiều hình thức, có thể là hình thức mua bán sáp nhập hoặc là hình thức hợp tác phát triển, thì yêu cầu đầu tiên đối với các nhà đầu tư ngoại này khi mà tìm kiếm các đối tác Việt Nam đó là yêu cầu là các đối tác Việt Nam phải làm sạch cái pháp lý của về cái quỹ đất của họ. Thì làm sạch pháp lý ở đây có thể được hiểu rằng ví dụ như là dự án phải có về về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là ở tình trạng là họ đã đóng tiền sử dụng đất rồi, hoặc là quỹ đất sẽ đã được đền bù giải tỏa. Đó là một trong số những cái yêu cầu đối với các đối tác Việt Nam, họ sẽ cần phải chuẩn bị những cái bước để hoàn thiện pháp lý của dự án của họ khi mà họ cân nhắc tìm các đối tác nước ngoài để cùng hợp tác. Yếu tố thứ hai nữa mà chúng tôi thấy là các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm và cực kỳ quan trọng đó là vị trí của dự án có phù hợp với chiến lược phát triển của họ hay không. Thì theo chúng tôi quan sát hiện tại trên thị trường, những cái khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh mà rất thu hút sự quan tâm có thể kể đến như là những khu vực trung tâm của thành phố như là quận 1, quận 3, quận 4, hoặc là các khu vực ngoài trung tâm như là quận 2, quận 7, và xa hơn nữa thì có thể kể đến như là khu vực ở Nhà Bè, Bình Chánh, hoặc là ở Thủ Đức, quận 9. Những cái yếu tố như là về pháp lý của dự án, những yếu tố như là về vị trí phù hợp với chiến lược phát triển. Nên là chúng tôi, lời khuyên của chúng tôi là các chủ đầu tư của Việt Nam hãy thật chuẩn bị kỹ lưỡng. Và ngoài ra một yếu tố khác đó là các nhà đầu tư nước ngoài thường sẽ yêu cầu cái tính minh bạch cả về cái ngoài cái pháp lý dự án, minh bạch cả về cái hệ thống báo cáo sổ sách của đối tác Việt Nam. Thì đó là những yếu tố mà chúng tôi khuyên rằng các chủ đầu tư Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có cơ sở để làm việc với lại các đối tác nước ngoài. Bà đánh giá về triển vọng của hoạt động M&A bất động sản Việt Nam trong 2018 như thế nào ? Thì theo chúng tôi đánh giá với những cái yếu tố
về kinh tế vĩ mô năm 2018 sẽ tiếp tục ổn định với những cái chính sách về tài chính tiền tệ, về lạm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát, thì với sự hỗ trợ về kinh tế vĩ mô cũng như là những cái dòng vốn ngoại hiện tại đang rất là quan tâm và muốn tìm những cái kênh để đầu tư vào thị trường Việt Nam ở tất cả các phân khúc của thị trường, ở tất cả các sản phẩm, thì chúng tôi kỳ vọng rằng năm 2018 sẽ là một năm tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới về các thương vụ M&A trên thị trường. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của bà.